mới an lành lại tiếp tục cuốn video mới. Xin chào quý vị, kính chúc quý vị sức khỏe. Nay mời quý vị chiêm ngưỡng một tác phẩm cũng rất là đẹp và rất là già, là một cái gốc khế rất là già quý vị. Trước màn hình quý vị xem cái vườn cây cũng rất là rộng lớn và cũng được trang trí sát bên đường vì vườn quá nhiều rồi quý vị. Rồi mời quý vị cùng chiêm ngưỡng chậu rất là to, cây to không quý vị, rất là nhiều loại cây luôn quý vị, rất là nhiều. Đó, phía xa xa đó, đây quý vị, một cái gốc khế rất là cao lớn. Nó cũng thuộc dạng cái dáng nó lai quý vị, nó vừa trực vừa bay. Sát bên đường nên xe cộ qua lại liên tục, cũng có thể gây tiếng ồn đó quý vị. Thì rất là cao. Chiều cao nó tới hơn 3 mét đó quý vị. Có cái cần bay ra cũng rất là xa. Mà hôm nay quay cho quý vị xem là nó đang ra bông đó. Cũng có, trước đó nó cũng có cho một cái lứa trái hôm trước đó quý vị. Cái này nó vẫn tiếp tục cho bông, cho trái tiếp. Hả, chậu quá đẹp luôn. Cái chậu này giả đồng. Còn sót lại một số trái, mà trái này rất là ngon quý vị. Nó không như những cái cây khế bình thường, nó có vị chua ngọt rất là ngon. Trái thì không lớn, quý vị xem cái phần gốc quá đẹp. Chậu này lớn, chậu này là tới hơn 2 mét đó quý vị. Để dài. Chiều ngang chắc cũng tầm gần 2 mét. Phần rễ đổ bốn bên quá nhiều. Nói chung là cái phần trên tay cành đó nó cũng đơn thôi quý vị, bởi vì cái phần trên chắc có lẽ là cũng cắt cù lại. Bông rất là nhiều. Cái phía bên đây là cái cần bay đó quý vị, nó còn sót lại vài trái rất là ngon. Rất là cao. Quý vị xem cái nó có một cái tay này rất là hay đó. Nó uốn lượn đó quý vị. Cho quý vị xem cái bông của nó.
đây, bông nó đẹp, rất là đẹp luôn quý vị. Rất là đẹp. Nếu quý vị xem cái gốc tay mình không ăn thua gì với cái hoành của gốc, rất là già. Đây nó có một cái tay lưng nè quý vị, nó còn sót lại một cái đó, quý vị nhìn thấy trái nó rất là nhỏ. Cái phần điểm bông của nó rất là đẹp, quá đẹp. Nói chung phần trên cái tàn nó còn thiếu, nhưng mà cái cốt của nó là rất là chuẩn đó quý vị. Thấy quý vị nhìn cái tay lưng của nó uốn lượn, nó cong rất là khéo. Rất là già tuổi. Cái cần bay này nó cũng xa lắm. Quý vị xem, nhìn xa xa mới thấy hết cái bóng. Quý vị xem cái độ ngang của tàn của nó là tầm 4 mét đó quý vị. Cái độ ngang của tàn, nên phải đứng rất là xa đó quý vị mới nhìn thấy hết. Đứng trên một cái chiếc chậu giả đồng quá đẹp. Khu vực này toàn là chậu đẹp, chậu lớn không quý vị. Rất là khéo. Phần gốc rất là kinh khủng, quá trời to. Kế mà già thì nó thường hay xuất hiện nhiều cái u bú đó quý vị. Da dẻ sần sùi. Quý vị xem những cái tay của nó. Tay nó cũng rất là kinh khủng. Nó thuộc dạng quá to. Cái cần bay của nó cũng rất là hay, bởi vì cây già là nó cho nhiều cái mục đó quý vị, có nhiều cái u bú nó ra tới phần ngoài nên nó rất là đẹp. Tay của nó rất là to, nó sẽ bằng một cái cây bonsai đó quý vị. Bonsai tầm nhỏ hoặc tầm trung, nó chỉ ngang cái tay của nó. Đấy cái phần cái tay lưng đó quý vị xem cái
cái tay lưng này là quá là bự. Cho bông rất là nhiều. Dưới gốc nó có nằm một cái cây con đó quý vị. Nó mọc ra từ rễ. Phần dưới này cũng có thể mình uống một cái bonsai mini nhỏ nhỏ đó quý vị, cũng rất là hay. Nó cũng tạo sẵn là hai cái dáng đó quý vị, hai cái thân đó mình tạo ra. Mà trang trí thêm cái phần gốc này nó cũng rất là hay. Nhưng mà chưa được tạo đó quý vị. Cái mầm mà nó mọc ra theo từ rễ. Nó chỉ có ba cái tay trả thôi quý vị. Nó được ba cái tay trả. Và một cái cần bay. Và trên nó là một cái chủ. Rất là đơn. Nhưng mà tay nào là nó cũng đẹp. Nó cầu kỳ nhìn rất là bắt mắt đó quý vị. Đó quý vị xem không? Rất là đẹp. Xe qua lại nhiều quá, nó ồn, mong quý vị thông cảm. Rồi chắc cũng phải kết thúc cuốn video này quý vị. Ngày mới chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Và để tiếp tục xem nhiều cuốn video mới. Và yêu mến kênh Thanh Phú, hãy nhấn nút đăng ký đó quý vị. Rồi, để hẹn lại quý vị video tiếp theo. Rồi, xin chào.